Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ năm 19 tháng 8 2021. Kính thưa quý vị, để tiếp nối những câu chuyện gắn liền với tác phẩm Tù binh và Hòa bình kể từ thời đệ nhị Cộng hòa cho đến thời gian biến cố đại đội 72 nhảy dù lâm nạn, và trong phần 35 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện khác thường của nhà văn Phan Nhật Nam về chuyện tác phẩm Tù binh và Hòa bình được chọn làm sách giảng dạy của Trường Võ bị Hải quân Hoa Kỳ, US Naval Academy. Thế thì cái 81 lính nhảy dù như vậy bị rớt máy bay bay từ Pleiku về ở dưới Tuy Hòa. Thì bị rớt máy bay từ ngày 11 tháng 12 1965. Mãi đến 74 thì mới vớt được các cái xác của cái máy bay đó và đem về Hải Ngoại. Nhưng mà đem về Hải Ngoại thì nằm ở đó thì người ta lấy cái xương cốt của phi hành đoàn Mỹ, người ta đem đi ai táng. Nhưng còn xương cốt của 82 lính nhảy dù của đại đội 72 thì làm sao? Xin mở quảng đơn tại vì sao mà tôi thoát? Là tại vì cái, như tôi đã nói, cái đại đội này là nguyên gốc của tiểu đoàn 3 nhảy dù, là ở trại Phạm Công Quân ở ngã tư Bảy Hiền, chuyển về tiểu Biên Hòa làm thành đại đội 72. Cho nên trước cái cuộc hành quân mà ở Pleiku đó, ông thiếu tá Nguyễn Bá Trước là tiểu đoàn trưởng mới mới bảo rằng mày, cái thằng Nam này nó xui quá, thôi cho nó đi tiểu đoàn 9 làm tiểu đại đội trưởng tiểu đoàn 9 ở trên đó, rồi lấy cái anh Phạm Ngọc Bích từ tiểu đoàn 3 về để làm đại trưởng 72. Cho nên anh Phạm Ngọc Bích đã thay tôi và đã chết cùng 81 anh em. Thế bây giờ cái xác chết mà cái hài cốt đó, 82 người đó nằm ở Hải Ngoại từ 74, không cách nào di chuyển đi đâu hết, đưa vào Mỹ thì không được, vì muốn vào Mỹ một người hoặc là một hài cốt nó phải có một ID, nó phải có một cái căn cước, và trả về Việt Nam thì cộng sản người ta không nhận. Nhưng mà đất trời có lòng mới có ông Jim West. Ông Jim West là ai? Vì ông ta là thiếu tá thủy thủ lục chiến, đã chiến đấu Việt Nam 2 lần. Và phu nhân của ông Jim West, tức là cô luật sư Hồng Lê ở trên vùng DC, người Vũng Tàu, và có những người phụ tá ở trong văn phòng ông, như anh Tùy Lê là một Khương Đậu Sinh gặp người Quảng Nam Đà Nẵng. Tất nhiên có thêm một cái tổ chức Lost Soldier Foundation, cho nên mình vận động liên tục từ mấy mươi năm mới đem được cái hài cốt 82 tự sĩ tiểu đoàn 7 nhảy dù về tại tượng đài chiến sĩ trong ngày 26 tháng 10 2019. Và tôi đã, tất nhiên tôi đại đội trưởng, cho nên ông Jim West ông đã mời tôi làm guest speaker. Thì tôi thấy cảm động xúc vô cùng. Ai giúp cho mình làm chuyện này? Ai giúp cho cái đại đội đó rớt ngày 11 tháng 12 1965? Có thể người ta quên hết, nhưng tôi nhớ Binh Nhất Thái, tôi nhớ ông Lý cái gì Cấm, tôi nhớ Phan Điên, tôi nhớ Phan Thọn, tôi nhớ mỗi người lính của tôi, vì đó đã được sống chết với tôi từ cái năm 63 khi tôi là một anh con nít 20 tuổi về cái qua cái trung đội trưởng ở của cái đại đội đó. Cho nên dù 65 hay 75 hay 85 hay 2000 mấy, tôi vẫn nhớ nguyên tất cả mỗi người, vóc dáng của mỗi người lính đó. Cho nên tôi rất cảm xúc cái buổi lễ đó, và tôi tặng cho ông Jim West cuốn Peace and Prisoner of War. Thì mà cuộc mặt trận giải phóng là 1978, thì ông Jim West ông đọc xong, ông thấy ra điều gì? Ông thấy ra cái điều mà câu hỏi trước anh đã hỏi tôi, ông thấy ra cái điều hư, sai lầm căn bản chính trị chiến lược của Hiệp định Ba Lê. Mà Hiệp định Ba Lê là gì? Tức là cái hậu quả, cái hệ quả của thông cáo chung Thượng Hải 72 do chính Nixon và Kissinger đã vận động
một cách khôn khéo, kiên trì, dõi dàng nữa với là Bắc Kinh. Nhưng mà bây giờ trở lại cái chuyện trong cuộc vận động của để thành hình với cái thông cáo Thượng Hải 72 thì nước Mỹ đã rơi vào hai cái sai lầm theo quan điểm của tôi. Thứ nhất là lấy cái ghế của Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan ở trong Hội đồng Bảo an nhường cho Bắc Kinh. Cái thứ hai là nhường Biển Đông lại cho Trung Hoa, cho Trung Cộng. Và Trung Cộng biết cái chuyện này cho nên người ta thử. Thử bằng gì? Đó là thử của trận chiến Hoàng Sa ngày 17 tháng Giêng, 19 tháng Giêng 1974. Thử đó không phải là thử với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Cái trận chiến Hoàng Sa đâu mấy chục phút à, đầy nửa tiếng. Không phải để thử với Việt Nam Cộng Hòa, nhưng để thử xem thử người Mỹ có giữ cái lời cam kết ở trong thông cáo Thượng Hải hay không. Người Cộng sản, Cộng sản này, Cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh có thử thêm lần nữa. Ngoài cái trận Hoàng Sa 19 tháng Giêng 1974, cuối năm 74 người ta thử thêm lần nữa, thử thêm đánh ở Phước Long. Đó. Đánh ở Phước Long để thử xem thử Mỹ có đem B-52 trở lại như là ông Nixon đã cam kết với là Nguyễn Văn Thiệu hay không. Thế đấy, rõ ràng đánh Phước Long xong đó là tan hàng, là ngày 20 tháng 12 nổ một trận với 7 thân viên, 75 thì là xong. Cho nên ông Phạm Văn Đồng trong cái buổi họp tại Hà Nội để khởi động cái chiến dịch 275 tổng kích ở miền Nam đã nói một câu rất đắc chí. Câu này có ở trong sử sách, có ở trong tài liệu. Bây giờ cho kẹo, Mỹ cũng không trở lại Việt Nam. Thành thử thưa với anh Dũng, thưa với quý vị, tu binh hòa bình là cái gì? Đâu có một chút giá trị gì. Nhưng ông Jim West, ông thấy ra vấn đề lớn. Ông thấy ra vấn đề sai lầm của chính sách ngoại giao Mỹ của 8 đời Tổng thống Mỹ bắt đầu từ thông cáo Thượng Hải. Những người như Reagan, như Nixon, như Kissinger, không phải ông thấy, nhưng có thể là do một cái quan điểm chiến lược. Làm sao tôi với anh biết được người ta đã ký cái thông cáo Thượng Hải. Và sau đó Carter, Bill Clinton, Bush, bố Bush con, Obama hay là Trump hay là Joe Biden thì là chỉ những người để theo thành thứ. Vì ông Jim West, ngoài cái chuyện là phụ tá tổng trưởng quốc phòng thời Reagan, vì ông ta là đảng viên Đảng Dân Chủ của Virginia, ông ta có thể nào làm tổng trưởng quốc phòng thời của ông Reagan được. Nhưng ông ta là bộ trưởng hải quân Mỹ, và tôi thấy không lầm, ông ta là người đã kiến tạo nên cái kế hoạch Indo-Pacific mà từ trợ duyệt về hải quân về phía đông từ của Reagan. Thành thứ không phải là Trump, không phải Joe Biden, không phải là Pelosi, không phải, tất cả một hệ thống dọc từ 8 đời tổng thống Mỹ đã sai lầm trên chiến lược. Thế có thể ông Jim West ông đã thấy ra vì ông là bộ trưởng hải quân. Cho nên không phải vì chính sách, vì chữ nghĩa của tù binh hòa bình, không phải vì cá nhân Phan Nhật Nam ông biết là ai, cho nên ông mới bỏ công ra ông dịch Peace and Prisoner of War. Và nhà xuất bản Academy Novo Institut Press là một nhà xuất bản in sách cho quốc phòng Mỹ, để dạy tướng lãnh Mỹ, để dạy chính cách Mỹ. Người ta đâu có phải là vì cái Peace and Prisoner of War của một cái anh nào đó tên là Phan Nhật Nam mà người ta in ra. Nhưng người ta thấy rằng đã thấy ra cái vấn đề lớn là vấn đề sai lầm chiến lược của Mỹ đối với Trung Cộng, mà hôm nay tất cả những cái sự khó khăn nhất đang xảy ra đối với nước Mỹ. Thành thứ đó là cái vấn đề mà của Peace and Prisoner of War. Tôi muốn nói một điều, một anh đại úy năm 30 tuổi viết tù binh hòa bình làm sao biết được cái vấn đề của Biển Đông. Thế tiếng Việt Nam người ta gọi là thánh cho ăn lập, rồi lòng thành thấy ra vấn đề, chẳng phải là thông minh tài cán tài giỏi gì hết. Tôi trước sau chỉ là một anh lính tác chiến,
một đại đội trưởng nhảy dù có được cái bằng biệt kích, bằng biệt động của bằng nhảy dù có 54 mà thôi. À, xin cảm ơn anh. À. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 36, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Dạ thưa anh, chắc là sau tù binh và hòa bình thì thường thường người ta hay đánh dấu chấm hết vậy anh. Nhưng mà thật sự thì chấm hết nó không nằm ở đó. Chấm có thể nó là, người ta nói là chấm dứt một cuộc hành trình thì có sẽ có một cuộc hành trình khác. Xin hỏi anh thêm là cuộc đời tù tội. Thì anh bắt đầu cuộc đời tù tội như thế nào? Buồn. Vừa rồi anh nói là sau cuộc kết thúc một cuộc kết thúc là phải bắt đầu cuộc kết thúc là làm cuộc hành trình khác. Vâng. Bởi vậy tôi mới viết cuốn Đường Đường Xa Xong. Vâng. Người luôn trên đường đi. Vâng. Như tôi, như ông Sùng Vũ nói, đường đi không đến. Thế rồi sau là viết dấu binh lửa dọc đường số 1 giữa lưng nỗi chết, kể cả tù binh hòa bình nữa. Thế đến ngày 30/4/75 thì tôi sẽ có hóa ra chưa đi đến đâu hết, chưa đi đến đâu trong quãng đường biên viễn của cái nỗi khổ. Tôi xin nói đi nói lại, hoàn toàn tôi không phải là người của trầm tư, không phải người của đạo đức, không phải người của tôn giáo, không phải người của học thuật, không có, tôi hiểu hơn ai hết. Tôi chỉ là người lính, lính như muôn ngàn người lính khác. Tôi chỉ là người Việt Nam như muôn triệu người Việt Nam. Nhưng mà được, con cái, tôi luôn luôn được chứng kiến cảnh khổ. Cảnh khổ chính ngay trong da, trong thịt, trong tròng mắt của mình. Tôi nói nó xa xôi quá, mà mình đã nói từ dấu binh lửa rồi. Đến ngày bắt đầu từ cái vụ 30/4/75 rồi tù tội. Nếu 1 giờ sáng ngày mùng 10/3/1975 là nổ mặt trận 30 tuổi, mở đầu cho chiến dịch 2/75, lúc đó chưa có tên của chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì ngày 13 tôi đã có mặt ở Pleiku rồi. Thì tôi có mặt ở Pleiku gì? Là tại vì lúc ấy ông Phan Hoài Hiệp ngoài là trưởng đoàn Ban Liên Hợp Quân Sự, ông ấy còn là tổng trưởng dân vận Chiêu Hồi. Cho nên ông mới nói rằng đi lên đó có ghi nhận để có hai loại báo cáo. Báo cáo những vi phạm của mặt của phía Cộng sản và để cho Ban Liên Hợp và đồng thời để cho tài liệu ở cho Bộ Dân vận Chiêu Hồi. Cho nên tôi mới đi. Thế tôi lên như vậy là đi với ngài Liên quân bệnh biệt đồng quân của ông Thiếu Đại tá Nguyễn Kim Tây. Thì đến Pleiku là 13, thì 14 thì tôi theo cái chiếc trực thăng của một trung đoàn của sư đoàn 23 để đi giải tỏa 30 thuộc và xuống Phước An. Thì trong cái ngày 14 đó là có một buổi họp rất quan trọng là ở dưới Cam Ranh, là ông tướng Phú xuống đó để gặp ông tổng thống Thiệu, ông đại tướng Khiêm, ông đại tướng Viên, kể cả ông trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn chính trị, để bàn cái kế hoạch mà chỉ một ngày sau là thi hành, tức là di tản Cao Nguyên. Di tản Cao Nguyên thì những cái điều đó là có anh Phạm Huấn. Anh Phạm Huấn tuy không được họp, chỉ đứng ngoài thôi, nhưng mà anh Phạm Huấn lúc đó coi như là không phải tránh văn phòng là ông Thiếu Tá Vinh. Anh Phạm Huấn là khóa 13 Đà Lạt, là mà rất thân với tôi vậy. Là anh ấy cho biết là có cuộc di tản. Thì cuộc di tản như vậy là họp là ngày 14, 15 chuẩn bị và 16 di tản. Là 24 tiếng đồng hồ. Di tản trên một đoạn đường 200 cây số 10 năm này không sử dụng. Đưa một quân đoàn, một quân khu gồm có lực lượng biệt động quân, thiết giáp, tiểu khu Pleiku, tiểu khu Kon Tum và dân chúng, ai mà tổ chức được, không cách gì hết. Vậy tất cả cái buổi di tản đó đặt dưới quyền của ông trung tướng lên cuối cùng, trung tướng Phạm Duy Tắc,
ông Phạm Vĩ Trắc là ai, tức là lấy vợ ông Phạm Vĩ Trắc là Phan Thị Bạch Yến, là chị em của anh em cô bác, chú bác của ruột của tôi, là con của chú Thông Tuyên, là cùng một nhà lúc tôi ở còn trẻ con ở Huế, tức là nhà cô ba và bà số năm tôi hiện tại. Thành thử ông Phạm Vĩ Trắc lúc đó thì chỉ huy trưởng biệt động quân của Cuba, nếu có ra lệnh thì chỉ ông chỉ ra lệnh được lệnh là mà hình như có lệnh nữa với các tiểu đoàn biệt động quân. Đại tá Đồng của Thiết Giáp coi như là hoàn toàn không có tham dự vào trong cái lệnh hành quân đó, mà đâu có lệnh hành quân nào mà chỉ trong vòng 14 tiếng đồng hồ mà rút một quân đoàn. Bây giờ đó là cái tài thánh của Napoleon, của Roman, của Trần Hưng Đạo, Quang Trung, của Vô Phương, chứ đừng nói một ông trung tướng chỉ huy trưởng biệt động quân. Cho nên tất cả bi kịch đã xảy ra, tôi chứng kiến cái bi kịch đó, tôi chứng kiến rõ ràng nhất là cái cầu Bắc Kinh sông Ba. Thì cái chi đoàn chiến xa của ông trung tá Nguyễn Cung Vinh khóa với tôi khi mới đi qua đó, cái cầu đó là cầu phao, nhưng mà bây giờ cả một quân đoàn, cả một quân khu rồi xe tăng đi xuống là nó sụp xuống. Và cái sông Ba, tức là sông Ia Trang, là sông lớn nhất của miền Trung, đến cái lúc tôi có cảm giác nó không chạy được nữa vì nó trôi qua sát người sát xe, rồi xe xích tắc quý, rồi bung lên chân tay đầu người. Địa ngục của đăng đó tôi thấy không thấm vào đâu cả. Cái địa ngục của Dunkirk lúc đó là cả một được một hạm đội của đồng minh ở trên cái eo biển đó, ở Dunkirk di từ đất Pháp về đất Anh, còn ở đây một quân đoàn mấy trăm ngàn người xe cộ, thành thật cảnh chết nó thành ra cũng vô ích, mà chết được cũng vô ích, mà sống cũng vô ích và vô phương. Thành từ khi mà đến ngày 2 bắt đầu di tản là ngày 16 tháng 3, ngày 26 tháng 3 là tổng kết di tản, thì tôi đi theo cái phái đoàn bộ xã hội của Khánh Hòa tới đèo Ruri, thì đón đoàn di tản tạm định cư đó, thì người ta tính ra có khoảng 60.000 người. Như vậy 200.000 người trừ đi 60.000 người là còn 140.000 người, người ta đi đâu? Tại tự nhiên phải chết hết. Như cái tiểu đoàn biệt động quân của ông bạn tôi là ông Nguyễn Khoa Lộc cùng khóa, khi về Nha Trang thì thầy trò mang cái máy đi ngơ ngác, biết lính Trang bị tan nát ở đâu hết trơn. Đó là những người tôi quen, tôi biết, mắt thấy tai nghe. Đó là Nha Trang. Trên cái chuyến bay bay cuối cùng mà ở phi trường Đông Tác đi về Nha Trang, tôi đi với ông trung tướng Tắc, thì có một ông thiếu tá của tiểu khu Pleiku, ông ôm đứa nít, đứa con. Thì đứa con hỏi ba ơi, cha má với bà nội đâu hết, thì là chết ở đâu. Đó là những điều mà tôi nghe tận tai, tôi thấy tận mắt, tôi chứng kiến từ cuộc di tản ở Pleiku từ 16 tháng 3 năm 1975 và kết thúc là 26 tháng 3 năm 1975. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư, 25 tháng 8, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.